Thân chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 1 sắp tới. Về giới hạn ôn thi, chúng ta sẽ có 5 bài: bài 1, bài 3, bài 4, bài 9 và bài số 11. Khi vào ôn tập thì cô có một số lưu ý khi chúng ta làm bài thi như sau. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta làm bài thi tập trung nên chúng ta chú ý một chút nhé. Thứ nhất, khi làm bài thi các em không được viết tắt, không tẩy xóa, không viết hai màu mực trong bài thi. Trình bày sạch đẹp, rõ ràng, các ý thì đều phải gạch đầu dòng. Thứ hai, chúng ta cần đọc kỹ đề trước khi làm bài để tránh lạc đề hoặc bỏ sót ý. Về phần xử lý tình huống, phải liên hệ nội dung bài đã học vào giải thích để tăng tính thuyết phục cho bài làm của mình. Thứ ba, khi làm bài xong thì phải tự kiểm tra bài kỹ lưỡng trước khi nộp để hoàn thành bài đầy đủ và đạt điểm cao. Về phần lý thuyết, câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu ý nghĩa của sức khỏe đối với con người và cách tự rèn luyện để ta có được sức khỏe tốt. Sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát trên màn hình. Câu 2, thế nào là lịch sự tế nhị? Nêu việc làm thể hiện mình là người lịch sự tế nhị. Các em lại tiếp tục quan sát trên màn hình. Cô có thể gợi ý một số việc làm như sau. Câu 3, lễ độ là gì? Biểu hiện của tính lễ độ, ý nghĩa của việc cư xử lễ độ đối với mọi người. Câu 4, tiết kiệm là gì? Biểu hiện của tính tiết kiệm. Câu 5, mục đích học tập của học sinh là gì? Câu 6, ý nghĩa của việc xác định đúng đắn mục đích học tập và nhiệm vụ của người học sinh. Ở phần bài tập, các em sẽ xem lại bài tập sách giáo khoa của bài 1, 3, 4, 9 và 11. Những bài này thì cô cũng đã sửa ở trên lớp rồi. Các em nhớ xem kỹ lại nhé. Trong phạm vi bài ôn hôm nay, cô cũng sẽ hướng dẫn một số dạng bài tập. Câu hỏi thứ nhất, hãy kể việc làm chứng tỏ em biết tự chăm sóc sức khỏe của bản thân. Sau đây là phần gợi ý của cô. Câu 2, em biết gì về tác hại của việc nghiện thuốc lá, rượu, bia đến sức khỏe của con người? Các em cùng quan sát gợi ý trả lời của cô trên màn hình. Câu 3,
Đánh dấu ít vào câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về tính tiết kiệm. Các em cùng quan sát đáp án của cô để so sánh với cái câu trả lời của bản thân nhé. Câu 4. Em hiểu thế nào là tiên học lễ, hậu học văn? Thì chúng ta có thể có nhiều cách trả lời khác nhau. Sau đây cô xin gợi ý một số cách trả lời. Tình huống Tuấn và Quang rủ nhau xem ca nhạc. Vào cửa rạp, Tuấn vẫn hút thuốc lá. Quang ghé sát vào tai Tuấn, nhắc nhở tắt thuốc lá. Nhưng Tuấn lại trả lời để mọi người xung quanh nghe thấy. Việc gì phải tắt thuốc lá? Em hãy phân tích những hành vi, cử chỉ của Tuấn và Quang trong tình huống trên. Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Như vậy, khi chúng ta làm tình huống, đầu tiên chúng ta phải đọc tình huống và xác định xem tình huống này thuộc phạm vi bài học nào của chúng ta. Câu 4 này thuộc bài lịch sử tế nhị nhé các em. Bạn Quang đến nhà bạn Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Thấy Tuấn đang đọc sách Người tốt việc tốt, bạn Quang hỏi: "Ngày mai kiểm tra môn giáo dục công dân, sao cậu lại đọc sách này?" Em thử đoán xem Tuấn trả lời Quang như thế nào. Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả thật tốt nhé!